Quang Hải bị đau, thấp thỏm khả năng đấu Malaysia. Quang Hải chỉ có thể đá hơn 30 phút trong trận ra quân gặp Lào của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 vì có dấu hiệu chấn thương. Phút 32, Quang Hải có dấu hiệu bị đau ở đùi và lập tức ra hiệu cho BHL tuyển Việt Nam. Ngay lập tức huấn luyện viên Park Hang-seo tung Văn Quyết vào thay cho Quang Hải. Hiện chưa rõ chấn thương của Quang Hải cụ thể ra sao, tuy nhiên huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất lo lắng. Tiền vệ đang thi đấu ở Pháp được các bác sĩ dùng đá chườm quanh đùi nhằm giảm đau cho số 19. Trước khi trở về phục vụ tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022, Quang Hải trải qua kỳ huấn luyện thể lực tại Thụy Sĩ. Vì lẽ đó, có khả năng tiền vệ này chưa kịp điều chỉnh thể trạng khi ra sân ở trận gặp Lào, dẫn đến nguy cơ dính chấn thương. Sau trận đấu, Quang Hải sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng vết đau khiến tiền vệ số 19 phải rời sân sớm. Trận kế tiếp, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp đón đối thủ cạnh tranh chính trong bảng là Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Trong khi đó, Quang Hải lâu nay vốn là khắc tinh của người Mã vì thường xuyên chọc thủng lưới đội bóng này. Việc Quang Hải về khoác áo tuyển Việt Nam đá AFF Cup 2022 được xem là liều thuốc quý cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong chiến dịch đòi lại ngôi vô địch khu vực. Nhiều đối thủ của tuyển Việt Nam tại giải đấu này thiếu vắng trụ cột quan trọng, như Thái Lan không thể có sự phục vụ của tiền vệ đang chơi bóng tại V-League Chanathip.